Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ướp thịt để nướng nhé. Chúng ta có thể ướp để mình nướng xiên hoặc là nướng ấy. Đây là thịt mình khi mua thịt nướng ấy, thì các bạn nên chọn những cái thịt nó rất mỡ như này nhé, thịt sấn vai như thế này, hoặc là các bạn có thể mua thịt nách nhé, thì nó có hơi một chút mỡ thì chúng ta nướng lên nó mới không bị khô và không bị cháy ạ. Chỗ này của mình là 700g các bạn ạ, nướng nhá. Để bây giờ mình sẽ để cái nhận biết mình mua thịt ấy, thì các bạn khi mình sờ vào những miếng thịt như này nó rất chi là dính tay nhá, tức là thịt tươi ạ. Nhưng mà thịt mà sờ nó nhớt đấy, tức là cái thịt ý là thịt lợn không tươi mà họ để lâu, hoặc là những con lợn bệnh ấy, nó sẽ không được nhớt và cái phần bì này nó phải sạch sẽ như thế này nhá, không có vết gì là kim châm hoặc là ấy. À, bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần thịt này đi để mình thái ra để ướp các bạn nhé. Và để nướng thì chúng ta sẽ chuẩn bị như ngũ vị hương, giềng, mộc giềng cho mình, hành thơm, tỏi để mình giã ra mình lấy nước nhé. Mình ướp thì khi mình nướng thịt này nó không bị cháy phần giềng hay là tỏi, hành thơm nhé. Khi thịt lợn mình đã rửa sạch rồi các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ vào đây rửa lại bằng nước muối để cho nó sạch hẳn đi nhé, không còn những cái chất bẩn cái gì cả, thì miếng thịt của mình nó sẽ ngon hơn, nó sẽ sát được quả như mình cho nước muối như thế này. Và các bạn sát cho mình chanh nhé, và cái phần bì này, cái bì nó sẽ ngon hơn và nó hết mùi hôi ở cái phần tuyến khi mình cạo lông ra ấy, thì nó sẽ có những cái lỗ chân lông của heo ấy, nó sẽ sạch nhé. Mình mất một chút như thế này thì nhưng mà miếng thịt của mình nó sẽ ngon hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi rửa lại bằng nước cho nó sạch hết cái phần muối này đi để ráo nước để mình thái phần miếng. Mình sẽ cắt cái phần giềng ra để mình thái ra nhé. Bóc hành thơm ra nhé. Tỏ các bạn cũng bóc ra. Phần giềng các bạn thái ra để mình đem giã để mình lấy nước cho phần giềng, tỏi và hành thơm. Mình sẽ giã cái phần này lên ạ. Khi mình đã giã nhỏ cái phần giềng này rồi các bạn nhé, và hành thơm, tỏi, thì bây giờ mình sẽ cho một chút nước vào để mình nọc miếng nước nhé. Mình sẽ nọc để mình lấy cái phần nước này để mình ướp ấy, thì làm cho cái thịt của chúng ta nướng lên ấy, nó không bị cháy cái phần bã của giềng nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần bã này đi, mình chỉ lấy cái nước là để cho lấy thơm của giềng, của tỏi và hành thơm nhé. Bây giờ khi miếng thịt mình đã để ráo rồi nhé, bây giờ mình phải thái thịt ra. Mình thái thành những miếng thịt vừa phải thôi nhé.
Thì các bạn có thể nướng bằng xiên trên bếp than, trên trên than lửa ấy, nồi than, hoặc là mình nướng bằng cái nồi nướng nhé, hoặc mình nướng trên chảo chống dính. Nay mình nướng bằng cái nồi nướng cho nên là mình sẽ thái mỏng hơn một chút. Sau khi mình thái xong rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho cái nước mình vừa giã của đấy, và mình ướp để lấy cái mùi thơm của riềng, của tỏi và hành thơm nhé. Khi mình ướp thịt nướng này thì không cần phải nhiều thịt canh các bạn nhé, mình chỉ cần cho khoảng 1 phần 2 thìa thôi để cho nó một chút đậm đậm thôi, vì cái thịt nướng này mình mà cho mặn nhé, sau chút nữa mình còn chấm chứ không phải là ấy. Các bạn cho mình dầu hào nữa nhé, thìa dầu hào. Một chút ngũ vị hương. Ngũ vị hương này nếu mà ai mà không thích ăn mùi của ngũ vị hương ấy, thì thôi cũng được nhé. Vì nhiều người không thích cái mùi thơm của ngũ vị hương. Nếu có thế đang có màu sắc rất là đẹp rồi. Và mình sẽ cho một chút ít dầu nhé. Các bạn là có thể cho dầu dầu điều nhé, nếu mà có, hoặc là dầu gấc để tạo màu ạ. Cho vào đây 2 thìa dầu. Hoặc không có thì các bạn cho dầu bình thường nhé, để khi mình nướng lên ấy, nó không bị khô nhé. Có chút dầu như vậy. Bạn nào mà ăn được cay ấy, thì chúng ta có thể cho sa tế nhiều hay ít tùy theo gia đình nhà mình nhé. Mình cho một chút sa tế nhé. Thôi bạn nào mà không ăn được cay thì chúng ta thôi nhé. Để cái phần sa tế này là nó cay ấy ạ. Các bạn cho mình một thìa mật ong nhé, và một xíu đường. Nếu mà bạn nào mà không muốn đường thì thôi cũng được, vì khi mình được cho ấy, thì nhiều người không thích ăn sợ béo, lại không muốn ăn đường ấy. Nhưng mà mình cho một chút vào thì miếng thịt nó có độ ngọt được người khác. Và mình cho một chút bột ngọt nữa nhé. Bột ngọt các bạn cho mình. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên và mình ướp tầm 30 phút, sau đó thì mình sẽ cho vào chảo mình nướng, hoặc các bạn có thể đem xiên, mình đem xiên miếng than mình lấy tùy theo các bạn nhé. Mình ướp 30 phút ạ. Sau khi mình để thịt được nửa giờ các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho vào nồi nướng để mình nướng ạ. Mình sẽ cho nồi nướng lên nhé, và các bạn có thể cho một chút bơ, nếu không có thì thôi nhé. Và bây giờ mình sẽ gắp mang cái phần thịt vào nhé, cho cái bơ nó tan chảy ra. Rồi mình sẽ cho thịt vào để mình nướng á. Khi cái chảo này nó đã nóng rồi các bạn nhé, mình sẽ xếp thịt ra.
Thì các bạn như vậy là mình chỉ cần nướng như thế này nữa là chín là được nhé. Đây các bạn, khi mình ướp và mình nướng bằng nồi này thì các bạn thấy cho miếng thịt rất chi là ngon nhé. Chúc các bạn và gia đình có thể làm những món nướng mà chúng ta ướp với gia vị như thế, miếng thịt thơm ngon, không bị cháy như này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất chi là ngon luôn. Khi mình chấm lên nước chấm, cái này thì mình sẽ ăn nóng luôn các bạn ạ. Khi mình vừa nướng vừa ăn trên bàn ăn như thế này nhé, rất chi là ngon luôn ạ.